Thưa sư, cho con hỏi trước khi tham gia buổi lễ dân y thì có nên đi thọ năm giới lại không ạ? Vì con cảm thấy bản thân chưa giữ được trọn vẹn năm giới. Sư nhớ là khi vào buổi lễ quy y dân y á, thì trước đó sẽ có thời thỉnh pháp sư, và khi thỉnh pháp sư á, là sẽ cho quý vị quy y luôn ở đó, quy y thọ năm giới luôn. Cho nên là cứ đi sớm ha, đi vào cái giờ mà pháp sư thuyết pháp trước giờ đó thì sẽ có cho thọ năm giới. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.